Xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Hình ảnh quý anh chị các bạn đang quan sát là chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2013, màu vàng cát. Và chiếc xe được trang bị động cơ dầu 2.2 số tự động một cầu. Thế và Đức Trung cũng xin công bố luôn giá chào bán cho chiếc xe này là 445 triệu đồng. Và giá trên thì vẫn còn thương lượng khi xem xe trực tiếp. Sơ bộ về cái phần ngoại thất của xe, xe thì trang bị lớp sơn màu vàng cát, máy số zin, lốp láp thì cũng còn tương đối đẹp. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Và chợ ô tô Cúc Quảng Ninh thì hiện nay cũng còn khoảng gần 20 cái mẫu xe bán tải để quý anh chị các bạn lựa chọn, trong cái tầm giá khoảng hơn 300 cho đến tầm khoảng hơn 1 tỷ đồng. Quý anh chị các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Địa chỉ xem xe là phường Phương Lam, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Chợ ô tô Cúc Quảng Ninh thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, và đặc biệt là các cái dòng xe bán tải. Và sau đây Đức Trung sẽ đi gần vào để quý anh chị các bạn quan sát thật là chi tiết mẫu xe này. Về phần ngoại thất thì sơn xi còn sạch sẽ, là răng đúc, trang thiết bị đầy đủ, hoạt động bình thường. Cái phần đầu xe form rất là căng. Các cái cụm đèn pha, đèn sương mù vẫn là nguyên bản theo xe. Các cái đường gân góc cạnh sơn xi sạch sẽ nhé, mối lắp ghép rất là kín. Con này thì lốp láp cũng còn đẹp cả dàn, là răng đúc R16, còn cỡ lốp là 255/70R16. Phanh đĩa động cơ dầu 2.2 đang hoạt động, máy nổ rất là chắc, xi nhan sườn. Con này thì gương kính chỉnh điện, tất cả các cái mã kính này là đều là 23 hết. Này nó hơi bẩn một chút, cái số 3 này. Ghế da màu đen, trang bị hai túi khí an toàn, có phanh ABS, số tự động một cầu, phanh tay hộp tì tay, điều hòa nóng lạnh hai chiều dùng cho cả mùa đông lẫn mùa hè, có đầu CD, radio, vô lăng bốn chấu, có túi khí, có logo của Ford, có màn hình cam nùi, màn hình được tích hợp ở trên gương chiếu hậu, màn hình rồi là camera hành trình, chân lỉ nguyên bản. Và tổng quan về phần thân vỏ thì xe còn zin nhé, thân vỏ zin, máy gầm chất, điều hòa mát sâu, có thảm rối này. Xe vừa mới cập bến cho nên là Đức Trung cũng chưa kiểm tra được hết. Đấy, có cả bình cứu hỏa nhé. Đấy, có các cái bộ dụng cụ đồ nghề để thay lốp sơ cua. Đấy, không thiếu một cái dụng cụ đồ nghề gì. Rất là yên tâm khi đi ở trên các cái đoạn đường vắng hoặc là đi đêm, chẳng may mà nó có xịt lốp ấy thì ta có cái đồ để ta xử lý luôn. Lốp đằng sau bên phụ này, con này lốp vừa đẹp cả dàn, sắt xi gầm bệ, sắt xi phải nói là rất là chất. Lốp lát là răng đúc, phanh tăng trống, lắp thùng thấp. Vâng, cái thùng này nó cũng không chở hàng cho nên là cái thùng của nó còn khá đẹp. Đấy, cái lót thùng nguyên bản, hệ thống đinh bấm, bu lông, rồi là các cái cụm đèn này vẫn là đèn nguyên bản theo xe. Đây đằng sau keo chỉ nguyên zin, các cái đinh bấm với sơn này là vẫn là sơn nguyên bản.
là anh em mua con xe này phải sử dụng thì quá yên tâm. 2013 giá rất là hợp lý. Các bạn có thể quan sát thấy cái ống xả máy dầu nhưng mà không có một tí khói nào. Gặp đây rất là chắc chắn. Lốp dự phòng. Camera đùi. Các cái cặp đèn này vẫn còn rất là trong. Chóa đèn sáng trưng. Rất là cân đều đối xứng. Form của xe còn khá là căng. Đây, chi tiết của cái sườn ở bên lái thì lốp lát thì còn rất đẹp. Sắt xi gầm bệ. Sơn xi sạch sẽ. Lòng rè cua lốp ok hết. Mã kính cũng như là cái phần keo chỉ là zin 100%. Đấy, bên Đức Trung đã kiểm tra rất là kỹ rồi nên là anh em hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng của xe. Bản lề nguyên bản hết. Chưa tháo lắp, chưa chỉnh sửa. Táp lô, táp ly rất là sạch sẽ. Xe chạy hơn chục vạn, 11 vạn. Điều hòa mát sâu. Gương kính chỉnh điện. Camera hành trình có cam lùi luôn. Chật lì sạch sẽ. Đây là quả lốp ở bên lái. Bắn gốc phành sáng trưng. Phành đĩa gầm bệ rất là chắc chắn, rất là zin. Sắp xì vâng. Và cái phần quan trọng nhất được ví như là cái trái tim của chiếc xe chính là cái khoang động cơ. Đây, động cơ đang hoạt động đây, máy nổ không hề rung lắc. Đây, da máy còn rất là sáng. Cô giòn máy zin. Bình nước phụ capo. Keo chỉ này vẫn là zin 100%. Rồi cụm ABS. Các cái chi tiết của hệ thống điện cũng như là cái hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống giằng đầu. Xe còn quá là chất. Capo. Các cái đường gân cũng như là các cái đinh bấm này nguyên zin. Còn nếu như mà bị va chạm vào thì cái phần này là nó sẽ bị ảnh hưởng trước và nó sẽ nhàu nhĩ. Cho nên là khi mà xem xe ấy, ta xem kỹ cái phần đầu. Cái phần đầu này mà nó bị nhăn nhúm có vấn đề. Bên Đức Trung cũng cam kết luôn cho anh em là con này là máy zin 100%, máy cực chất. Đấy, cái hệ thống phun nước rửa kính cũng như là các cái tốc độ gạt mưa còn rất là ok. Hệ thống kính điện và kiểm tra luôn gương điện. Các cái kính xe thì cũng được dán phim cách nhiệt, nó vừa cách nhiệt nó vừa chống ồn hết rồi.
nên anh em mua con này về cũng sẵn sử dụng thôi, cũng không phải làm bất cứ một cái việc gì. Xe còn rất là sạch sẽ, mặc dù là vừa mới cập bến bên Đức Trung cũng chưa dọn rửa, cũng chưa làm bất cứ một cái thứ gì luôn. Cập bến về cái này Đức Trung lên sóng luôn để cho anh em ai mà có nhu cầu ấy thì là có thể liên hệ để được tư vấn thêm. Số tự động. À, vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu chi tiết tới quý anh chị cùng các bạn là một cái mẫu xe Ford Ranger XLS sản xuất năm 2013, trang bị số tự động một cầu, máy dầu 2.2. Và Đức Trung xin nhắc lại là cái giá bán cho chiếc xe này là 445 triệu, giá trên thì vẫn còn thương lượng khi xem xe trực tiếp. Và Đức Trung cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.